Dòng nước sông xanh còn soi ánh chân dầm, mấy mươi năm sống cùng ta ra trận là mấy nhiêu lần cho năm chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm lửa đạn, nắng dài mưa ngàn có tình mẹ trách chiêu. Giờ nó về bên đó là về gần người xứ quê của cha nó hay gì đó. Tại vì lúc nó về là mấy năm nay rồi không biết, lúc quay lên nhà quan nó mới biết. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà có một cái là thằng cha nó nói không sự thật vậy thôi à. Rồi nói đúng là rồi. Nói vụ cha Dượng là không nói đúng, nói chuyện không đúng. Nhưng ở đây là nói chung ra là ở đây là địa phương ai cũng là phàn nàn cái vụ câu đó đó trơn á. Dạ. Dượng nàng không phải là con ruột. Yeah. Mà con nhỏ đó là năm nay nó 30-32 tuổi gì chứ không phải là 20 tuổi. Ờ, hình như chú Hùng được phải không ta? Kìa, đang đi lại kìa. Đúng không? Không phải. Nó giống có dựng trở. Giống lại. Nó không về đây đâu. Nhìn nó tưới gan luôn chứ bộ. Đó, giống hình luôn. Nhìn nó tưới gan luôn. Phải không? Phải không? Hình như là mới vừa đi ngang đó là hàng xóm mình ha con. Còn nhóm hai chị Năm Thanh là vợ của trưởng ấp ở đây. À, chị nói đi. Vợ của trưởng ấp. À, là chị nói là nghe thông tin là nói là cái nhiều người nói là không phải mẹ ruột. Không phải là mẹ ruột. Chị là bức xúc chị la ông sùm đây. Dạ. Đó là chị vợ của anh trưởng ấp đó. Dạ. Đó, cho nên là chị bức xúc ra bức đây. Bức xúc ra nói giùm đó. Ra kiếm ngoại. Nói chung là không phải ra kiếm ngoại chắc chạy ngang á. Dạ. Ra kiếm. Bà ngoại đâu rồi? Bà ngoại đó kìa, bà ngoại kìa. Bà ngoại đây nè. Thấy rồi. Sao bữa nay bà ngoại vui không? Nên nay bà ngoại vui dữ lắm, mấy con ghé ngoại luôn vui nước mắt mà ngoại trả hoài ngoại nhớ mấy con. Bây giờ ngoại chúc mấy con đi mà cho nhiều sức khỏe, còn thằng có tiền nhiều lâu cho ngoại nữa. Mới giờ ở đây bên này cho nữa ngoại mừng quá trời mừng luôn. Ngoại này là khôn nè. Mẹ chúc các mạnh thường quân làm nhiều thì có tiền nhiều sức khỏe. Có nhiều sức khỏe. Ngoại mẹ là không phải của tụi con đâu, là của mạnh thường quân cho bà ngoại đó, thương bà ngoại mới cho đó. Mẹ em cũng không biết là gì nói thì em cũng xin cảm ơn các nhà mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho mẹ em và chị ba em và gia đình em. Em cũng chúc các mạnh thường quân gặp nhiều sức khỏe và làm ăn may mắn thuận lợi. Biết đâu mạnh thường quân sửa nhà cho bà ngoại sao ngoại. Lúc đó là tháng mưa này là nhà ngoại hết giọt luôn, ngủ ngon tới sáng luôn. Dạ, tại hiện tại bây giờ nhà của bà ngoại nó rất là trời mưa rất là giọt rồi đúng không? Dạ. Đó, hàng tối mà mưa lớn là sẽ ngủ không ngon giấc. Đó. Làm ngoài ngủ ngon tới sáng. Dạ. 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 Ngoài không mấy phần thôi ngoài. Ngoại mừng quá trời luôn không nghĩ. Bình thường nếu mà mình sửa nhà. Ngoại hoa chứ ngoài nha ngoại. Dắt ngoài ton hay là mình dựng lá. Ngoại khỏe rồi ngoại hết hoa bớt hoa đó. Dạ. Nếu mà có cô chú ta sửa nhà giúp cho mình á. À, mình sửa quá ton rồi, hay là dựng lá lại đó. Nhưng mà nhà hảo tâm cho gì thì mình làm ở đó. Đúng rồi. Dạ. Chứ mình con không có đòi hỏi được. Có mạnh thường quân kêu cắt cái chòi ở gần mấy sông cho ngoại ở nè. Cho ngoại ở mình thôi. Các anh chị có lòng hảo tâm cho mình được gì thì mình nhận đó chứ mình đâu có đòi hỏi được. Dạ. Rồi bây giờ sáng nãy giờ sáng giờ cũng vui đó ngoại. Dạ. Thì mạnh thường quân thương cũng cho ngoại tiền để mà ăn uống. Dạ. Thì sau đó thì ngoại lấy tiền đi ra chợ mua mấy ký cua gạch về ăn rồi hết luôn. Ngoại hàng tiền đạo với tiền đạo của ngoại hết rồi đâu ăn cua được. Chị hôm qua nay là lâu mấy con ở đây sao tòng lại giờ bà điếm quên nói quá cô không nghe đâu nó lớn bận rồi đâu ngoại vũ sửa thôi ngoại có mấy con chúc mừng mấy con đi người sức khỏe nha. Dạ. Rồi mình có tiền nhiều rồi đây cho bà ngoại nữa cho bà ngoại nữa ngoại hết bệnh luôn cái ngoại không mấy con cách nhà trời cho ngoại ở tụi bay vô quay phim nè lỡ bắt tao đi sao phá sợ đó không cho nó không có cái này các mạnh thường quân á người ta giúp đỡ gia đình mình. Nhiều khi hoàn cảnh khó khăn các nhà hảo tâm đồ người ta giúp đỡ xây cho mẹ cái nhà ở luôn sao. Bà ngoại hôm nay là nổi tiếng rồi, nổi tiếng trên toàn thế giới luôn rồi. Ngày em thấy bà ngoại
mấy cũng là mấy con bị ngoại già rồi nói không có bằng mấy con, nói chắc chắn vậy cũng được mà được mấy con vậy cũng được, đừng thông cảm cho ngoại nghe. Dạ. Vui quá. Hôm qua nay mình lên tiếp mình chia sẻ vậy đó chị, là mình có gặp trở ngại gì không, có nhận cuộc gọi điện thoại nào lạ không? Dạ không. Không bình thường. Tại bây giờ mình sự thật mà, mình nói cái gì cũng sự thật, mình không sợ gì cả hả chị ha? Nếu mà có ai nói gì thì vẫn dám đối đầu luôn chứ, yeah, cũng không có gì. Dạ đúng rồi. Tại vì sự thật là sự thật. Thì ở đây trưởng ấp rồi, ở vòng vòng tao biết hết à. Nó nói chung là nhà này là, nói chung là trên xã người ta cũng biết luôn. Hồi xưa là mẹ nghèo lắm, là có sổ hộ nghèo nữa. Nhưng mà sau này con lớn hết rồi thì người ta rút hộ nghèo lại, người ta cho người khác. Đó, nói vậy. À, nói chung là vòng vòng đây người ta biết hết. Tức là hồi đó nhà mình có hồi sổ không nghèo. Dạ đó mà tới 10 người con lận mà. Thấy con đông quá, con lớn rồi. Biết đi làm. Lớn biết đi rồi. Làm rồi ta xúc sổ hộ nghèo lại. Biết hết luôn. Vậy là ta gọi là thoát nghèo hả? Thoát nghèo. Bây giờ ta cấp lại cuốn sổ cho bà ngoại là hộ giàu. Đúng không bà ngoại? Ngoại có sổ hộ hộ nhà người giàu đúng không? Gia đình nhà tàn là bà lập bập không mà đi làm không có lanh lợi giống là, như người ta. Là gia đình mình là chậm hả chị? Chậm chạp. Đầu óc không giống như là tất cả là tất cả anh em trong gia đình luôn hay sao chị? Chỉ được chồng em nè, với nhỏ Út nó đi làm ở trên thành phố. Lâu lâu rồi về cho mẹ tiền người này kia thôi. Rồi hai chồng mới đi Vũng Tàu, đi làm ở ngoài Vũng Tàu về á, cái nhà bữa hổm là thấy ông trời luôn á, là mới sửa cái máy này lại là mười mấy triệu là mình đó. Nằm là mình thấy ông trời luôn ha. Đó, mẹ đê đi làm ở ngoài mà mẹ cứ điện hoài à, tụi bay ơi về đi, nhà tao sập hết trơn rồi, tụi bay về sửa lại cho tao ở. Rồi đó bắt đầu lấy tôn ở trên nóc thì lợp xuống vách, rồi mua tôn mới về lợp lên nóc vậy thôi, chứ cũng không có tiền mà khả năng thấy ngồi sao á. Dạ. Nằm đó là thấy sao luôn á ngoại. Thấy sao luôn ha. Nhà này hồi đó là cũng nhà từ thiện cho đó. Cũng bên Hàn Quốc vậy á, người ta cho. Bên Hàn Quốc người ta cho nhỏ cháu đi để ở cái gì đi. Rồi cái gì thế nữa rồi, có biến gì nữa rồi, có biến rồi. Cái gì nữa vậy? Cái gì nữa vậy ngoại? Thấy như đang cự nhau ý chân kìa. Ngoại chỉ mới cười thôi, không làm gì được hết á. Dùng ai làm gì mà ngoại. Giờ bà cứ ăn uống thì ai cho gì bà ăn đó, không cho thôi chứ bà cũng thấy. Thôi thằng bên này thấy ngoại vui quá rồi. Vui quá hả ngoại? Ngoại nó đang bệnh mà thấy anh em mình lạ là bà ngoại vui, bà ngoại hết bệnh luôn. Thì bây giờ con thay mặt bà ngoại chúc cho mấy anh em ở đây ha. Thì ở đây á, thay mặt cho bà ngoại chúc mấy anh em, mấy cô chú anh chị trong và ngoài nước nhiều sức khỏe. Thứ hai là chúc cho mấy anh YouTube đi làm kiếm tiền để có tiền gửi cho ngoại. Chịu không ngoại? Vui quá trời, ngoại nó hết bệnh luôn hả? Hết bệnh luôn hả ngoại? Ngoại khỏe. Ngoại phái cầu lên đó nha. Ngoại là câu đặc biệt của ngoại. Ngoại biết hay hát tăng cổ không? Biết hát tăng cổ không? Hát tặng anh em con bài ơi. Mẹ biết hát không? Biết hát không? Biết hát à. Cô ba biết hát không cô ba? Dạ. Cô ba biết hát bài nào không? Biết hát được chút đỉnh. Rồi giờ hát rồi. Đại diện rồi hát đi. Thay mặt cho gia đình đi. Hát tặng một bài cho tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Bài ca cổ ha. Dạ ca cổ. Rồi, dạ. Bài gì cô ba? Bài mà từ bố bên nhau. Rồi từ bố bên nhau ha. Vậy là nhớ chú Hùng rồi. Nhớ chú Hùng á. Rồi chắc luôn. Rồi thời bố bên nhau này. Từ bố bên nhau. 2 3 vô. Ôi dàm cỏ đông hơi hơi dòng sông, nước sông miên biết chẳng đổi thay dòng, đôi pháp đi rồi gái đổ mỹ xâm lăng, gặp đi rồi giặt sông càng xanh trong, gặp đi rồi giặt sông càng xanh trong. Từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông dầm con. Kỷ niệm quê hương như tình em đó rồi năm tháng xa nhau như còn sông nhỏ trong lòng. Wow, quá ngọt. Dòng nước sông xanh
còn soi ánh chân gầm. Mấy mươi năm sống cùng ta ra trận là mấy nhiêu lần cho năm chiến công. Màu xanh quê hương lớn lên trong bơm gầm lửa đàn. Nắng dài mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông quê hương chẳng nhiều nhung nhớ. Hàng dừa nước lung minh ru mình trong nắng mai. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian chờ nổi mong chờ. Tình yêu quê hương không bến không bền. Chưa đến chưa quen mà sao thấy nói. Biên hạ bây giờ vui phải lắm không em. Nghe tiếng hát của làng em gái nhỏ dàm cỏ đông ơi dàm cỏ đông. Có phải mau ông cha ta mấy lần soi đó cho mình rất lòng mang gạn gỡ tên vàng. Ơi tầng sông hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi lời vui lòng tha thiết dàm có đông ơi dàm có đông. Ngoại vỗ tay, ngoại vỗ tay dữ rồi. Hay không ngoại? Ngoại mừng quá. Ai làm gì làm, là ngoại cứ mừng thôi. Ngoại mừng vậy ngoại? Ngoại không biết gì trời. Ca đã đời ngoại không biết gì hết trời. Cũng nói mừng luôn. Mấy con lợi thôi cho con phải mừng quá luôn. Mừng quá hả? Mừng cho chị đó đó. Ngoại lắng tay. Ngoại mừng quá hả ngoại? Ngoại mừng quá. Em quá trời. Rồi giờ tới tới cô tới chị đi. Chị vô. Chị. Chị không biết gì trơn. Cả gia đình vui quá. Không biết. Cả gia đình. Ngoại đây là xin 10 người con này nha cô chú anh chị. Ngoại là 10 người con hả ngoại? Là chưa đủ đâu. Mới có mấy người à. Chưa đủ á. Đi hết trơn à. Đi làm á. Rồi thôi vậy anh em mình ấy đi. Kết thúc cái video tại đây. Ngoại. Ngoại. Ngoại bye bye ông bà cô chú anh chị ơi. Bye bye ông bà cô chú luôn. Cô chú anh chị video sau của mấy anh em sẽ tiếp tục trò chuyện với bà ngoại những cái clip sau hay vui hơn nữa. Ngoại. Rồi bye bye ngoại ơi. Cảm ơn mấy anh mấy chị nha, mà chúc mấy anh mấy chị bạn ăn phát tài phát đạt. Có nhiều vô tiền nhiều hơn nữa. Dạ. Tiếp nha. Rồi để con gái tiếp chiếc nhỏ này nè. Dạ hả? Dạ. Là con vô con của con nhỏ này với cái thằng cha đó đang ở. Dạ. Nhỏ này nuôi lớn rồi, 6-7 tuổi rồi. Vậy là về đây nó về đây nó cũng ở nhờ với bên ngoài đó, nó cũng đâu có nhà cửa gì. Rồi bắt đầu ở bên đây rồi cũng lộn xộn gì đó rồi mới về nó theo cha đó đó. Nuôi lớn rồi, nhỏ này nuôi lớn rồi nè. Cái thằng cha nó nói bậy rồi đó. Vậy là con xác nhận là chú Hùng là cha ruột ha. Cha ruột đó. Dạ. Yeah. Rồi mẹ phải mẹ ruột không? Mẹ ruột, cha ruột luôn. Nãy giờ nói rồi. Ừ. Nhỏ nói chung ra là nhỏ này nó cũng không được bình thường, mà thằng cha nó cũng bình thường rồi sanh ra đứa con vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi chứ không phải là không có được tinh táo như mình. Dạ. Yeah. Rồi như khờ khảo không có đi mặn đâu được chân á. Dạng như đi mặn người ta không có mướn. Dạ. Yeah. Rồi. Mà giờ mua bán gì cũng không được luôn, chỉ có bán giấy số rồi sống qua ngày thì được thôi. Ở đây thấy gia đình của cô Hía này cô cũng vui vẻ ha, hòa đồng ha. Ừ, nó về đây là nó ở nhà rồi với thằng em út đó đó. Dạ. Nó đâu có nhà cửa gì. Rồi dạng như về đây rồi nó ở, nó nhỏ rồi, nó lúc nó cũng bự rồi, mười mấy tuổi rồi, về đây nó cũng khá phách vậy. Rồi cậu nó la nó đó, nó mới về theo cha nó đó. Cha nó đâu có nhà cửa gì, còn nhỏ này đâu đi theo. Thì bây giờ hai cha con ở cái nhà hoang ở ngoài quốc lộ 1A ngoài á. Ừ, lúc đó nó cũng ở đâu vòng vòng ngoài này nè, đi làm mướn đồ này kia vậy đó. Rồi tùm lum chân hà. Rồi giờ nó về bên đó là về gần người xứ quê của cha nó hay gì đó. Tại vì lúc nó về là mấy năm nay rồi không biết. Lúc quay lên nhà quan nó mới biết. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà có một cái là thằng cha nó nói không sự thật. Vậy thôi à. Rồi nói đúng là
nói vụ cha Dượng là không nói đúng, nói chuyện gì không đúng, nhưng ở đây là nói chung ra là ở đây là địa phương ai cũng là phàn nàn cái vụ câu đó đó trơn á. Dạ. Dượng nàng không phải là con ruột. Dạ. Mà con nhỏ đó là năm nay nó 30, 32 tuổi gì chứ không phải là 20 tuổi. Ờ, hình như chú Hùng được phải không ta? Kìa, đang đi lại kìa. Phải không? Không phải. Giống có chạy chạy. Không, giống vậy. Không về đây đâu. Nhìn nó tươi gan luôn chứ bộ. Giống hình luôn. Nó tươi gan luôn. Phải không? Phải không? Hình như ổng á nha. Không phải. Chú Khải ở đây. Cái chú này ở xóm đây. Dạ, tưởng là ổng lại đây tới công chuyện nữa rồi chứ. Thấy cầm tay cầm gì nữa chứ. Có một cái là nói không phải con ruột với khai tuổi là không có đúng. Dạ. Đúng là như dạng nó như nó không có minh mẫn á, rồi nó đâu có biết tuổi nó là đúng bao nhiêu. Tại vì khi mà quay lên nói cha Dượng thì nhiều khi khán giả người ta coi người ta nghi ngờ. Ừ. Đó, nhiều khi là cha Dượng ở với con gái trong căn nhà quen không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Không, cái chuyện đó thì mình không có biết. Nhưng mà đều con ruột. Ừ, thì con ruột thì nói chung là con ruột là để cho cô chú yên tâm vậy. À. Đó. Thì đó hôm nay thì cũng mấy anh em xuống đây thì bà con ở đây cũng chia sẻ rồi đó, nói rồi lên tiếng rồi. Đính chính là thật sự là chú Hùng là cha nó cũng vậy luôn, không có được minh mẫn. Ừ. Nói với ba hao gì ba hồi vậy ba hồi khác rồi. Dạ. Về đây nó cũng không có ở đây được nữa. Rồi cha nó đi làm chỗ này chỗ kia đó, rồi nó cũng không được bình thường ở gì đây, rồi cậu nó cũng không cho ở. Dạ. Mình thấy, nói đúng là sự thật vậy. Dạ, đó mà con thấy ban ngày á chú Hùng vui nha, mà phải chiều lại là ổng đổi tánh à, không biết ổng nóng nảy không biết sao á, bực bội sao á. Ở đây cũng vậy, hồi lúc đó thời gian về đây cũng vậy, hay cự lộn. Mà ở đây ở với thằng em Út là cái tính của chú Hùng là hồi xưa giờ luôn rồi. Hồi xưa giờ nóng tính ha. Cái như dạng mà nói không có đúng chuyện vậy đó, nói không có hồi gì hồi khác. Dạ. Vậy đó. Rồi nhỏ này thì con nó cũng không bỏ, nhưng mà về đây nó ở với thằng em Út, rồi cái nhỏ đó nó cũng linh tinh tinh nó khá hết nữa. Dạ. Rồi như dạng gậy chữ ở xóm đây. Ờ nó theo cha. À, lúc chú Hùng ở đây ở xóm đây có mít lòng gì không? Không có mít lòng ai trơn. Dạ. Á. Cũng sống hòa đồng ha. Ờ, dạ. Dạng như là cũng không mít lòng ai chơi á, cái thằng chồng đó. Dạ. Dạng như là nó đi đồng này đi đồng kia, nó đi làm mướn vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ thì nghe bán giấy số, chứ hồi đó là ai mướn gì nó làm nấy đó. Dạ. Rồi nó nói thì cũng đúng, nhưng mà có một cái là không phải nói cha Dượng là không phải con ruột. Nói chung chỉ có nói sai cái đó thôi. Ờ sai đó. Dạ. Nó sai là sự thật là chú Hùng là cha ruột của anh Trinh. Cha ruột của anh Trinh đó. Dạ. Rồi lúc trước là chị Trinh vẫn có đi làm được hả cô? Một lần nó cũng đi làm ở như dạng người ta có mướn nó bằng không có được. Dạ. Dạng như không có giỏi giắng, rồi bằng không có sạch sẽ hay là sao đó. Dạ. Người ta cũng không mướn như vài ngày rồi cái người ta thôi à. Dạ. Tao mướn. Chú Hùng chuẩn bị tổ chức đám cưới. Có bồ rồi. Lớn tuổi rồi đám cưới gì nữa. Tổ chức đám cưới tính đãi 15 bàn, mời mấy anh em YouTube với lại mời bên cô Hía luôn. Cô đi không cô? Không biết. Qua mời thiệp là phải đi chứ. Mời thiệp. Đãi nhà hàng hả? À? Đãi nhà hàng. Hôm bữa nói là đãi 15 bàn hả? À? Ừ, đãi 15 cô bàn. Cô nào mà vô ở chắc cũng không có bền quá. Cô thì phải thì đi với số bán với số chung gặp nhau thương nhau đó. Mua đồ, mua quần áo, giày dép cho chú Hùng quá trời luôn mà. Cái này không biết là cô Hía hay tin chưa ta? Hay rồi. Hôm bữa mình nói rồi, xong cô nói giờ ai lại là cho thêm tiền gì nữa. Không gài, tôi không có không, tôi không có bắt, tôi không có coi thấy vụ này là hôn cưới vợ thì không có nghe. Dạ. Nghe quay mấy lần trước á. Thì giờ nào Tấm Hiệp mời đẩy dịch bàn nào biết vậy? Đi chỉ rõ ràng. Là một đám ở trong lẻ. vậy quay rồi mấy chú thì cũng thương tình thì cũng kệ với giúp đỡ. Dạ. Thì nói chung là cộng đồng mạng của chú anh chị cũng thương hai cha con. Thương hai cha con là người ta chỉ thắc mắc đều là con ruột hay là con nuôi thôi. Ờ là con ruột. Tôi bán bà chợ nè, ai cũng hỏi tôi hô cái gì sao con ruột mà nói cha Dượng là sao mà không có chịu câu đó đó. Đó thì bởi vậy. Nói bà chợ ta xôn xao hả? Xôn xao. Hỏi cô đó mà. Dạ, vậy là sáng nay cô dẫn con ra chợ nha. Vậy tính là nguyên cái khu này là biết hết câu chuyện này rồi. Ờ, biết hết rồi. Biết hết. Như dạng giờ là như người ta bắt điện thoại lên là người ta nghe, người ta biết hết trơn rồi. Thì tối nay thì cô cũng lên truyền hình rồi đó. Dạ. Dạ. Đó, thì cô chia sẻ là những lời nói cô là đúng sự thật ha. À, đúng sự thật vậy đó. Dạ. Tại hôm gài cũng thắc mắc nữa thôi, trời ơi, con ruột thì nói con ruột, mà sao cha Dượng nói một câu đó không chịu. Nói hơi buồn hả cô?
Tự nhiên cha ruột mà nói mà nói ô sanh ra rồi bỏ không nuôi rồi ở đây người ta nghe tao cũng buồn. Dạ. Mẹ nó nuôi tới lớn không nuôi. Ờ vậy là có nuôi đầy đủ không? Ờ nuôi đầy đủ, hồi lúc nó hai mấy tuổi nó có về đây nè, nó dọn đồ về đây nó ở đâu cũng cả mấy tháng rồi. Lúc đó chị Trinh về ở mình hay là có chú Hùng về luôn con? Không, chú Hùng không có về. Dạ. Chú Hùng hồi đó giờ về có hồi lúc thời gian là sanh con nhỏ này đó có về thời gian rồi thôi giờ không có về. Nhưng mà nhỏ này nó nuôi con nhỏ này cũng đi theo, nhỏ này nó cũng đi theo Hùng rồi này kia nuôi con cũng lớn rồi. Dạ. Rồi bắt đầu nó nhỏ này nó về đây nó ở nhưng Hùng không có chơi nơi chỗ rồi tiền bạc không có nữa. Rồi nó mới về đây nó ở với em đó nè. Dạ. Rồi như thằng nó đâu gì ở được. Rồi kia nó đi đầu này đầu kia nó bán cái số. Dạ. Rồi nhỏ này lớn rồi nó đi theo. Dạ. Đi theo rồi nó cũng thời gian nó đi đi về về nó thăm mẹ nó. Nha chị Trinh á, lúc ở đây thì cũng ở chung với mẹ ruột mà mỗi lần nấu cơm là phải của ai nấy nấu riêng. Ờ riêng. Không được ăn chung. Ăn riêng. Ủa sao ngộ vậy ta? Tại vì của bà ngoại nó với cậu nó ăn riêng, còn của mẹ nó với nó thì phải ăn riêng. Dạ. Ăn vậy cho nó dễ. Ờ ủa mẹ ruột mà hai mẹ con mà sao không, mà nấu mẹ riêng ruột thì ăn chung với mẹ nó mà đâu mà ăn riêng. Nấu riêng luôn, nó nấu riêng luôn. Có đâu nó nấu. Nó gạo ai rồi nấy nấu. Có đâu. Mẹ nó cũng nấu cho nó ăn chứ sao không nấu. Nhiều quá khó hiểu ha. Tại vì nó nói thì không có đúng chút. Tại vì theo con thấy chú Hùng cũng không được bình thường không, và mẹ của chị Trinh cũng vậy cũng và vậy chị Trinh cũng vậy. Cũng vậy luôn. Chị Trinh cũng vậy cho nên là mình cũng thông cảm khi nói này khi nói kia. Trinh bây giờ dạng như là cha với mẹ nó nuôi nó thôi chứ giờ đi làm đâu giờ cũng không được đâu. Dạ. Tập không mướn đâu. Dạng như nó hơi không có được bình thường đó. Thôi ba hồi về hồi khác. Chị Trinh là bị cái tinh thần mà không ổn định đó từ đó giờ luôn hay sao? Hồi đó giờ luôn. Dạ. Hồi mẹ nó sanh ra tới giờ luôn. Vậy là bẩm sinh không? Ừ. Cha nó cũng bẩm sinh vậy. Dạ. Cha nó thấy có nhiều người cô chú anh chị bình luận như những kênh anh em nói là chú Hùng ngày xưa rất là hung dữ mà không biết có hay không. Thì chắc có người ta biết. Đó. Thì cũng tánh nó cũng nó làm dữ lắm. Yeah. Tánh cái chuyện gì thì nó động vậy đó. Yeah, thì yeah. Bây giờ nó thấy hôm hổm lên quay nó thấy nói chuyện cũng hơi ấy đó. Nói chuyện cũng vậy đó. Mà ngày xưa là chú Hùng về đây ở là có ví dụ lớn tiếng hoặc là cự với ai không? Không, về đây không có thấy cự, không có nghe cự với ai. Dạ. Yeah. Trong gia đình thì không có biết hết chứ nhưng hàng xóm không có cự với ai. Dạ. Yeah. Tại con đi bán tối ngày con đâu có. Chứ còn cự lộn với hàng xóm thì không có nghe. Thì trong gia đình thì cũng có qua lại chứ ở chung nhà mà làm gì cũng có. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nha cô. Dạ, chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Ở đây là bà con đang tập trung rất là đông luôn cả nhà. Đó, bà con cũng đang thắc mắc về câu chuyện này cho nên là lại xem con cháu ở xóm là lại rất là đông luôn. Đó. Rất là đông. Clip chọc đến nay cũng xin kết thúc. Xin hẹn quý bà chị những clip tiếp theo. Bye bye tất cả quý bà của chúng chị ạ.